Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Nhưng xin mến chào quý của bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây phải nói là rất nhiều các anh các chị, các cô chú phải nói là rất nhiều người ở rất xa về đây mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Trong những câu chuyện là anh em tìm người thân thì đặc biệt là anh em ghi nhận là và đã từng giúp phải nói là rất nhiều các cô chú chị hiện nay đã có cuộc sống rất tốt vì người thân đã quay trở về. Nhưng mà đặc biệt hôm nay một cái câu chuyện là phải nói là câu chuyện này khá phức tạp. Hôm nay là một gia đình là ba cô chú hiện nay đang sinh sống tại Đồng Nai về đây để mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm một người phải nói là đây là một gọi là nhân vật siêu lừa đảo. Siêu lừa đảo hiện nay đã có quyết định truy nã của cơ quan công an của cô chú anh chị. Vì vậy anh em hôm nay thì cũng xin phép là đăng tải tất cả những thông tin ghi nhận của các cô chú anh chị. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức người phụ nữ này hiện nay đang sinh sống ở đâu thì có thể giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương để anh em sớm giúp các cô chú anh chị để sớm tóm được ở đây gọi là một tên gọi là siêu lừa đảo này. Dạ xin phép xin chào chú mặc áo áo gọi là áo bộ đội đi hả? Dạ con chào chú. Chú có thể chú giới thiệu chú tên đầy đủ là gì chú? Chú tên đầy đủ là Trần Quang Đa. Trần Quang Đa hả? Chú hiện nay đang ở đâu? Đang ở ấp 7 xã Sông Dây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Ồ xa nhở. Từ Cẩm Mỹ về đây là hơn 100 cây đó. Hơn 100 cây. Dạ. Rồi chú cho con hỏi là chú năm nay được mấy mươi rồi? Tuổi á? Dạ. 75. 75 hả? Ồ 75 thì nhìn chú còn phong độ á. Ồ nhìn chú như thanh niên luôn. Ồ không, sức khỏe chú hơn thanh niên. Đặt 2 tên rồi. Đặt 2 tên à? 2 tên chú có 4 tên chú phải sống được 100. Ồ, còn nhìn chú là còn thấy là chú là còn khỏe mạnh lắm. Rất tốt. Chú là hôm nay là đi cùng với đây là những ai đi? Đi cùng với anh Hoàng với chị Liên. Dạ. Chú Đa là đi cùng với cô Liên và chú Hoàng đúng không? Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhé. Xíu nữa còn tiếp tục trò chuyện với chú. Dạ xin phép chào chú bên cạnh. Chú có thể chú giới thiệu chú tên gì? Tôi Trương Văn Hoàng. Trương Văn Hoàng à? Chú Hoàng nhiêu tuổi là chú? 67. 67 hả? Toàn U 670 hết hả? Chú Hoàng hiện nay đang ở đâu? Ở Cẩm Mỹ, Sông Rây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Cũng Cẩm Mỹ, Sông Rây, Đồng Nai luôn hả? Một chỗ. Chú cho con hỏi này, hôm nay chú cùng với lại chú Đa và cùng với cô về đây nhờ anh em tìm ai đây? Lên cũng nhờ hiệp sĩ Bình Dương là nhờ tìm cái bà Ngô Thị Phượng này là chiếm cái tiền hồi của vợ chồng tôi thì 90 triệu. Ngô Thị Phượng. Dạ, cảm ơn chú. Dạ con xin phép xin chào cô. Có thể cô giới thiệu cô tên gì? Cô là Bùi Thị Liên. Bùi Thị Liên à? Liên hay Liên? Liên. Liên hả? Liên. Cô Liên nhiêu tuổi rồi? 68. 68 à? Ồ. Chú là 67, cô 68. Mình là có cùng gần nhà nhau không? Gần nhà nhau, một địa phương. Vậy là cũng gọi là đồng trang lứa, có điều chú Đa lớn tuổi hơn chứ hả? Ừ. Vậy là các chú, các cô đây biết nhau hết hả? Biết, gần nhà. Rồi, cô cho con biết này. Hai chú bên cạnh nhà về đây tìm nhân vật bí ẩn. Hiện nay cô đang cầm hình. Thế còn cô là cô tìm để làm gì? Thì tìm cùng chơi hội đó. Cũng chơi hội. Vậy là mình cũng chơi hụi luôn hả? Ừ. Yeah. Rồi, cô chú cho con hỏi thế này. Cái câu chuyện ấy mà chơi hụi là gia đình mình hiện nay là ba thành viên, ba cô chú, anh chị. Là chơi hụi lâu chưa? Tôi 2010 ấy, là tôi làm cải hụi. Thì cô ấy ở, tôi ở Trạm, cô ở Bảy, gần đó thôi. Cô bóc bảy trên hụi, 120 triệu xong là cô đi. 7 trên hụi, 120 triệu. Bởi vì tôi làm chủ hụi á. Vậy là cô để cho người ta lấy. Cô là chủ mà cô để cho người ta lấy nhiều vậy hả? Thì cô ở ngoài là rèm hồi cô cao tiền á, hồi chúng đi bóc rẻ tiền á. Thì cô bóc. Con hỏi tò mò này đi. Con đã từng làm việc ghi hình và đăng tải rất nhiều thông tin, truyền tải rất nhiều thông tin là chơi hụi đấy, mà bị giật hụi. Và người chủ hụi thì ăn thịt gà. Và gọi là những người chơi hụi ấy thì ngồi ngoài khóc. Và thậm chí nhiều người quỳ lại. Con không nắm rõ là cái quy luật hoặc cái cách thức mà chơi hụi để lời lãi sao mà con thấy đến giờ phút này phải là vô số rất nhiều người hiện nay đang khóc và có thể là nhiều người mất hết tài sản. Có thể là hai vợ chồng, cha, con, cháu, thậm chí dòng họ liên quan một đường dây là chơi hụi. Đó, thì chắc chắn là chắc chơi hụi để chắc lời nhiều phải không cô? Có đâu, tuy thế không? Tôi làm cải hụi thì tất cả thành viên tới đóng tiền vào cho tôi. Thì cô vô cô bóc. Thì có như tôi ăn thì kiểu một phần hụi mười mấy triệu, ăn có 200 mấy ngàn thôi. Yeah. Rồi cô bóc lên, nếu cô bóc cô đi thì giờ tôi phải đi vay tiền về trả cho hội viên.
sao cô lại cho người ta, cho cái người phụ nữ này lấy nhiều tiền một lúc như vậy? Thì có như một giấy là cô bốc mười mấy triệu bốc nhau bảy lần rồi đó. Không thì mình cho bốc một lần một thôi, xong rồi lần sau rồi cho người khác. Cô cùng chú Huy. À. Cô cùng chú Huy, cô nói ngoài cô là Huy cô cá ở thì chú 500 hồ bốc 278. Mà Huy chúng tôi 500 hồ bốc 178. Thì Huy chúng tôi thấp có nào bốc. Về trong như ngoài đó. Dạ. Vậy vậy là chú to thì gặp chú bé. Vậy là chú bé lại ăn chú to. Vậy là con kiến thì nó ăn con cá. Hồi có lớn hơn là hồi nhỏ. Từ đó. Cho nên mình phải đi vay về trong cho hồi biết. Mình phải gần chiều hết. Vậy là tổng số cô mất bao nhiêu tiền? 120 triệu. 120 triệu là bao nhiêu năm rồi cô? Thì hồi năm 10 là cô hồi mà hồi năm 2013 cô trốn đi. Năm 2010. Là 14 năm rồi hả? Có là vụ việc này 14 năm rồi. 14 năm cách đây 14 năm về trước là 120 triệu này có lớn không cô? Lớn lắm chứ. Lớn lắm hả? Lúc bây giờ nếu mua vàng mua được 5 mét chiều sâu khoảng 40 mét. Chú Biển sao? Thời gian lâu như vậy cô Biển thôi rồi chú, nhưng mà lúc Huyền truy nã thì mình chưa đợi thôi. Lúc bây giờ nếu mua vàng thì mình mua được nhiều vàng không? Nếu khoảng bao nhiêu cây vàng? Trăm mấy đâu được 20 cây. 20 cây vàng? Hơn 20 cây. Ui giời. Vàng lúc bây giờ con rẻ. 6 tiêu à? 20 cây vàng nào? 20 cây vàng bây giờ tỷ mấy, gần 2 tỷ đấy. Ui giời ơi. Giờ mua được mấy chị à? Thì đúng rồi. Không bây giờ thì... Giờ được cây. Giờ được cây, okay, hơn cây. Hơn cây. Em hơn 20 cây. Đáng nhờ. Cái người phụ nữ này là năm nay bao nhiêu tuổi cô? Sinh năm mấy chúng ta còn nhiệm. Sinh năm mấy? Đấy, năm 66 à? Sinh năm 66 hả? 66 là năm nay 50. 58 tuổi. 58 tuổi sao giỏi vậy? Cô được con mấy cái 47 à? 47 tuổi là đi giúp đi thôi. Cô sao 47 tuổi mà đã tài cao vậy cô? Ừ. Xíu. Trời ơi. Xíu. Tài cao nhờ. Nhưng mà giờ thì địa phương đó là nhà cô vẫn còn. Chồng cô ở. Ồ, vẫn còn. Nhà vẫn còn. Nhà mình còn đất đai đó. Ồ. Nhưng mà nhà cô chồng cô vẫn ở đó mà. Trời ơi. Vậy là thế còn chú là chú mất bao nhiêu tiền chú? Chú mất gần 100 triệu, 95 triệu. 95 triệu? 95 triệu lúc bây giờ là chú chơi mấy chân? Mấy lây? Bà xã chơi nhưng mà chú chơi gì? Sao chú không cả? Sẵn thì có chơi là chú lính bộ đội của Hồ. Lính bộ đội nhưng mà mình còn chưa về hưu thì mình vẫn cứ phải công tác đi chơi chơi. Bà ở nhà bà làm thế nào thì làm chứ. Chơi lém hả cô? Chơi lém hả? Lém. Thế hôm nay cô lại sao? Còn cho nó vay 10 triệu nữa sau này nó giả đấy. Ui. Cô đi xe không được, cô đi xe. Sao chú có nghe thông tin là cô ở nhà chơi hụi không? Mình chồng thì bác súng mà vợ ở nhà thì bác tiền đi không? Thôi thì các bà chơi thì mình có để ý. Ui, thế là mất hết hả? 95 triệu là cũng lớn đấy chú nhỉ? Vâng. Thế là cô dành dụng theo chú được đồng nào chú đưa cho cô là cô lướt hết vào. Đồng nào đưa cho bà cái xài. Em biết làm nào được. Cô nhà chú được mấy mươi rồi? À, 70. 70 hả? Ồ, 70 thì cũng trẻ hơn chú 5 tuổi hả? Vâng. Cô chú được mấy người con? Ba gái, hai trai. Ồ, công tác xã hội hết rồi. Dạ. Có một đứa thì ở nhà lao động rồi. Chú thời xưa là chú bác súng đi chiến trường chắc nhiều lắm nhỉ? Vâng, đi rất nhiều. Dạ. 30 tuần. Ui, ngày xưa ở đường Mòn Hồ Chí Minh sát đầu đi quánh vào cái khu vực như thế là Ban Mỹ Thuật, thông cái đường đó sang Ban Mỹ Thuật. Yeah. Sau quánh thẳng cái đường 14 đi xuống như thế là đi bộ đâu? Đi bộ. Ôi giời lúc ấy chả đi bộ đi gì xe rồi. Sao lại không mình trong mình ngồi trên xe tăng đi cho nó khỏe. Vâng, có thì có mỗi xe tăng lúc bây giờ là xe tăng cái cánh xe tăng nó chạy trước nó giảm trước là mình nhờ đó sau. Mình đi sau. Mình đi sau yểm chợ đúng không? Vâng, yểm chợ rồi mới đánh. Chú phát thường thường có khi nào phát 2-3 khẩu không? Bắn làm gì có. Mình tiêu diệt được địch hay là mình cướp luôn? Không cướp được. Nó cũng phá chạy, nó cũng cầm đúng rồi chạy đi chứ ai nó có dám bỏ lại. Không dám bỏ lại. Ừ. Có trận nào ác liệt không chú? Có ác liệt chứ. Xe tăng lệnh thủ tướng cho yêu cầu như thế là xe tăng lấn cho người luôn, rất 30 tuần là lấn. Là chất nhiệm. Là cứ vậy là dân chạy. Cứ vậy là đi chạy. Vì dân nó chạy nó cán đường như thế là bắt đầu rồi cho lấn luôn. Thời xưa là chú nói chung là vào sinh ra tử đấy nhỉ? Vào sinh ra tử ấy thì còn làm gì? Anh ông đấy. Chú giờ lương có được lương không chú? Được ít thôi, trả được nhiều. Được 10 triệu không? Ở dưới thôi. Đấy còn đoán đoán mà, còn nhìn chú là còn đoán đoán rồi. Yeah, thôi vậy là thôi. Thì thời nào theo thời đó chú. Bây giờ là thời bình, dù sao nữa chú cũng quay trở về cùng với địa phương, đặc biệt là với gia đình, với vợ, với con. Đúng không ạ? Mà đến giờ phút này con nghe thông tin là chú đặt 2-3 tem gì đó.
hai tên. Dạ nhưng mà con thấy chú 75 tuổi nhưng mà hiện nay chú còn rất khỏe và minh mẫn. Hy vọng là chú sẽ sống khỏe và sống thọ cùng với các con cháu, đúng nhé. Vâng, còn tiền bạc là tiền bạc chú ạ. Còn hôm nay thì chú cùng với các cô về đây mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin này tìm Ngô Thị Phượng, đúng không ạ? Dạ, thì cái người Ngô Thị Phượng này thì hiện nay chú cùng với gia đình mình và còn có thể rất nhiều người nữa hiện đang làm đơn tố cáo, đúng không ạ? Hiện thì đến giờ phút này là cái quyết định này là quyết định ngày ngày mấy thì chú? Năm 2013 đúng không? 2013. Nói chung là vào tháng 10, không rõ ngày, năm 2013 là quyết định truy nã Thượng tá Lê Đình Sơn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Cẩm Mỹ, đúng không ạ? Quyết định khởi tố bị can. Đúng rồi. Đấy, số 132, ngày 11 tháng 11 hay 12 thì không rõ, năm 2013, Cơ quan Cảnh sát huyện Cẩm Mỹ, đó, đối với Ngô Thị Phượng, đấy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền thì năm bây giờ rất nhiều. Bên bây giờ thì nó không lớn, nhưng đại loại người ta đã có ý định và lừa gạt nhiều người. Đến giờ phút này cơ quan điều tra thì hiện nay đã gọi là ra lệnh quyết định truy nã rồi, đúng không ạ? Thì anh em ở Trịnh Minh Dương sẽ xin phép đăng tải tất cả thời những thông tin chú, hai chú cùng với cô lên tất cả trang mạng xã hội để hy vọng là tìm được cái người phụ nữ là Ngô Thị Phượng. Ngô Thị Phượng là sinh ngày 28 tháng 10 năm 1966. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấp 7, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Chỗ ở hiện nay là ấp 7 Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp nội trợ. Nội trợ mà phải nói là quá tải. Quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh. Đó. Thì đây là họ tên cha và họ tên mẹ. Họ tên cha là Ngô Văn Vuông, họ tên mẹ là Lê Thị Út. Đó. Chiều cao cân nặng ở đây có hết. Đấy. Trốn ngày mùng trốn tháng 8 không rõ ngày. Đó, năm 2013. Đấy, huyện Cẩm Mỹ Đồng Nai, đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an huyện Cẩm Mỹ Đồng Nai. Đây là số điện thoại của cơ quan công an. Vì vậy cho nên nếu ai phát hiện được ấy, thì có thể là bây giờ thì có thể là báo cho anh em hiệp sĩ Bình Dương hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất là tôi đã phát hiện được Ngô Thị Phượng, người giống anh em hiệp sĩ Bình Dương đã đăng hình và có lệnh truy nã. Đó. Thì nếu như bây giờ thế này, anh em ở đây là anh em giúp miễn phí cô chú nha. Anh em thì giúp cô chú gia đình mình miễn phí. Nhưng nếu ai là người phát hiện được thông tin, đây gọi thông tin mật, mà biết là Ngô Thị Phượng đang ở nơi cư trú địa bàn ở đâu đó, mà người ta báo tin là tôi đã phát hiện được Ngô Thị Phượng đang ở với con hoặc cháu người thân, địa chỉ số bao nhiêu đó, thì gia đình mình ấy, các cô chú mình đi là ở đây là có sẵn lòng hỗ trợ người ta một phần quà hoặc một phần thưởng nhất định nhá. Bởi vì người ta phải đôi khi phải bỏ công bỏ sức, người ta canh gác hoặc người ta canh chừng hoặc người ta thăm dò, người ta bỏ công bỏ việc để người ta giúp gia đình mình để xác minh. Bởi vì nhiều khi anh em đi xác minh á, có nhiều trường hợp là người ta sẽ phát hiện được mà người ta sẽ trốn mất. Đó, để tìm được thì nó rất khó khăn. Bởi đây là đối tượng, phải nói là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đã truy nã này mà nhiều năm rồi, đặc biệt nguy hiểm từ 2013 mà. Đúng không? 2013 đến giờ phút này là 11 năm qua. Đúng không ạ? Đây thì gia đình mình có sẵn lòng không? Có. Chú có đồng ý không? Đồng ý. Nếu hỗ trợ ấy. Nếu hỗ trợ mỗi người 10 triệu. Mỗi người 10 triệu. Ấy giời. Mình chơi lặng tay đấy, thưởng nóng 30. Là thưởng nóng 30 triệu đúng không? Thưởng nóng 30 triệu tìm đối tượng truy nã. Công dân Việt Nam mình ai cũng có quyền bắt giữ những người mà hiện nay đã có lệnh truy nã. Nha. Bất cứ ai cũng có quyền bắt. Còn nếu ai mà không dám thực hiện thì có thể âm thầm báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Dương. Anh em sẽ âm thầm bí mật, không có công khai cái số điện thoại hoặc thông tin cái người báo tin. Đó, mong muốn là tìm được thông tin Ngô Thị Phượng. Này là Ngô Thị Phượng này là trước đây có từng đi Campuchia bao giờ không cô chú? Đẻ bên Campuchia đấy. Đẻ bên Campuchia. Nhưng tôi nhận cho chú là bảo nó sinh đẻ bên Campuchia. Campuchia là địa phương. Về ở tỉnh nào? Nam ở tỉnh nào chú? Không biết là tỉnh nào. Chỉ thấy nói là đẻ bên đó. Nhưng mà giờ con cái ở vòng đây thôi. Bình Dương, Bình Phước. Ở đấy thôi. Đồng Nai. Cái hình này chồng ở Đồng Nai. Con xin phép con hỏi cô chú này, cái hình này lâu chưa? Hình này đám cưới giờ sinh lại. Lâu chưa? Chắc lâu rồi. Lâu rồi đấy. Nhưng mà bây giờ cái hình này vẫn nhận này đúng không? Vậy đi giá, đi về à? Nó y chang luôn.
Vậy là theo gia đình mình hiện nay là Ngô Thị Phượng này trước đây đã lừa đảo chiếm đoạt hoặc gạt của những người khác giật hụi, phải nói là giật những người ở sông Giai Cẩm Mỹ ở địa phương mình khoảng bao nhiêu người? 30 người mỗi người 100 chứ trung bình không hơn tỷ thôi, bên đây nhiều thôi, mình như cái 50 triệu 20 triệu hơn tỷ là hơn tỷ thời bây giờ đúng không? Đúng rồi, hơn tỷ thời bây giờ thì mua được nhiều xe hơi rồi. Hơn tỷ thời bây giờ là mua đất, là đất cái thời điểm bây giờ là chỉ khoảng 3-4-50 triệu một lô thôi, đúng không? Bây giờ là mấy hộ đấy. Nên bây giờ là cái số tiền này nếu mà để kinh doanh đấy là 30 là số tiền nhiều thôi, cho mấy cái 5 triệu rồi con xin phép chào chú đeo mắt kiến. Chú là tổng số chú bị mất bao nhiêu tiền? 90 triệu. Ai là người chơi? Chú là hay chơi hay cô chơi? Vợ chơi. Quay lại vợ chơi. Các cụ vào rồi vua nghe vợ thì mất nước. Đấy, đây là hai ông của bà. Không phải, đấy là mấy đứa con nó cứ làm con nó gửi tiền cho mẹ chơi. Ui giời ơi. Tụi đâu có biết đâu. Gửi lại ăn được nhắm ăn à? Không nhắm ăn gì à? Làm thì còn cô riêng mình ăn thôi, nhưng mà con nó làm nó gửi về chơi. Này không nhắm ăn để bà Ngô Thị Phượng bà ăn họ. Ui giời, thằng nào ba mặc thù lùng rồi. Trời ơi, lông mày sống mũi, dái tai, mắt, tóc, màu da, chiều cao. Ôi giời ơi. Bây giờ anh em hiểu xin chung, nếu đăng thông tin này mà chắc chắn là sẽ tìm thấy thì gia đình mình cứ chuẩn bị tiền đi. Đấy, okay. Nha. Mỗi người 10 triệu, chuẩn bị nhanh đi, chuẩn bị gấp. Có thể đăng lên ngày 1, ngày 2 thôi là đã thấy thông tin. Nhưng ai phát hiện được thông tin chính xác sớm nhất, anh em xác minh được đúng chính xác, người đó mới được thưởng, chứ không phải là thưởng bậy nha. Chú Trần cho tôi hỏi nghe, giờ như trong lúc mà phát hiện được á thì cũng phải để công an giải quyết đã rồi mình chi tiền chứ không? Phát hiện được bắt giam là anh em ấy, là trước mắt là xác minh và tìm hiểu đúng thực tế, đúng mặt, đúng tên, đúng họ, tên ngày tháng năm sinh nguyên quán, và giữ lại và gọi gia đình mình tới. Gia đình mình tới là phải trao tiền cho người ta. Rồi sau đó mình giao công an. Được chưa? Đó là làm việc theo đúng trình tự. Chứ lại giao công an thì đến khi mà là cứ đi chờ công an thì cái người ta báo tin thì người ta cứ ăn đợi làm chờ, người ta chờ tiền vô thì người ta cũng khổ. Đấy, cái gì nó có cái mặt nọ mặt kia. Còn anh em đấy á, con nói thẳng là anh em đấy không nhận tiền. Nha. Nếu thấy là giúp cô chứ không phải không phải nhận tiền. Nhưng mà đây này, bởi vì cái trường hợp này á thì giờ cô cũng lừa nhưng mà cũng lừa bóng như vậy rồi. Thì dù giờ cái người mà chỉ dẫn ra được á thì mình cũng trả phần nửa tiền cho người ta đi, rồi xong xuôi công việc như mình thu hồi được phần nào bên cô là mình mới trông đủ tiền phải không? Không, thưởng nóng là thưởng nóng. Thưởng nóng là cứ bắt được là trao tiền. Đấy, còn lấy được hay không lấy được là cái việc tính sau. Nhưng quan trọng bắt được đó. Nhá, cho mình phải nói, mình người bây giờ bắt được là đưa về là chúng tôi lên đây hay là phải đi không về? Bắt được rồi đến người đó, bây giờ mình chưa nói trước. Bắt thành phố thì nói chung là ở đâu thì cũng phải giao về địa phương cố định, địa phương cuối cùng. Địa phương cuối cùng là nơi gây án là công an, người ta sẽ di lý. Chú không hiểu ý cho con chưa? Người ta liên hệ liên kết với công an ở tỉnh khác, đặc biệt ở ngoài, người ta đưa về để làm việc lại đi đâu. Bây giờ đã đi nào thì mình đưa về đó. Đó, người ta sẽ đưa về đấy. Kể cả có bắt Campuchia thì nay mai này cũng gì đấy, hai bên người ta hợp tác, tự người ta có cách người ta làm việc. Chú phải phải lo điều đó nha, chú không phải đi đâu cả. Chú cứ ở lại địa phương. Còn hôm nay chú về đây ở địa phương, chú về Bình Dương là chú nhờ các anh em đây, các anh em sẵn lòng giúp đỡ các chú nhé. Rồi gia đình mình vui vẻ không? Ok chưa? Cảm ơn rồi. Rồi bây giờ con mời chú Đa nhé, và cô và chú bên cạnh, ba người mình phát biểu rõ ràng trên video này để hy vọng Ngô Thị Phượng xem được, một là khắc phục hậu quả để có thể mình rút đơn bài đầu thú đấy, hoặc là sẽ đầu thú thì sẽ được hưởng sự khoan đồng của nhà nước. Rồi chú lên tiếng, còn mời chú là lính của cụ Hồ. Tôi có ý kiến là đề nghị riêng là cô Phượng này, đề nghị cô Phượng này nhanh chóng phát hiện được hình ảnh của Lê Thanh Hải và Công Trần, lập tức quay trở về địa phương để trả tiền cho bà con và anh em chúng tôi sẽ được sự khoan hồng. Còn nếu không là ngoan cố là các thì ngoan cố thì cho chị vào
công an làm việc. Yeah. Ở tù. Yeah. Nói chung là cái này là con nghĩ là cái này là đi xa đấy. Cái này nếu mà tóm được là đi xa đấy. Đấy, không phải đi gần đâu, chắc 75 cuốn tùy theo. Đấy, tình tiết mà bỏ trốn này là nhiều năm rồi. Là tình tiết này là cũng tăng nặng đấy, không nhẹ đâu, chưa khắc phục hậu quả. Đấy, có thể đi 13 cuốn. Mà bây giờ là sinh năm 1966. Năm nay là đi 58 này hả? Con trai. 58 khả năng đi khoảng 75 tuổi. Nếu tóm được thì đi 75 tuổi là về là cũng nói chung là vào hòm là vừa. Bố đấy. Chết không về, con cưới không về. Đấy. Dân chúng nó rình suốt không thấy về. Cứ rình thôi. Chỉ là con cưới không về, bố chết không về thì giỏi vậy, còn cái gì nữa như thế. Đấy. Thì tôi nói thật với anh Công Trần là tôi là không biết cái hội của các anh lâu, và tôi hỏi anh Thanh Hải thì anh bảo là năm 97. Nhưng tôi ấy, thì là mua được cáo, nó mua cho cái điện thoại tôi phát lên tôi xem được, tôi mới rủ ông Hoàng này chứ. Nhưng tôi biết sớm thì gọi tôi biết sớm thì là mọc canh rồi. Ờ. Sớm thì tóm là lâu rồi. Ờ, nhưng mà tôi không biết. Nhưng mà thôi, sớm hay muộn thì cũng phải vào giỏ hết. Đều chui vào một cái chum hết. Thế thì bây giờ tôi mới đang hỏi một cái này nữa để anh Công Trần, vì anh nắm được cái luật này. Thứ nhất là sau khi anh chạy trốn, thì trong đó bà con đi ra ngoài huyện, như thế là tên này là lúc bấy giờ là nó gọi là trung tá, và một tay là trung úy, thiếu úy. Thế mà bây giờ lên tới như thế là thiếu tá rồi, và cái tay mà lên kia là lên đại tá, nhưng mà chuyển về Đồng Nai. Yeah. Thì tôi có hỏi, và bây giờ hiện nay cho tôi xin cái giấy để mà cái hình các anh đi đá đây, rồi để tôi như thế là làm lên, để tôi lên đúng chỗ, các anh không bắt nổi cho chúng tôi. À, công an các anh không bắt nổi cho tôi, kể cả xã hứa này, kể cả huyện các anh hứa này, mà không bắt nổi đâu. Mà lão cái tay mà đại tá ở bên Đồng Nai nó bảo là bên hội hiệp sĩ của mấy ngài là công an bắt hết. Thì hôm nay tôi hỏi anh là bắt đầu bắt, hôm nay tôi lên tôi bảo mà cứ lên xem tình hình như thế nào, nhưng mà thằng này thì nói hơi bậy rồi đấy. Nhưng mà nói chung thế này chú, cái việc công an người ta bắt là không phải người ta bắt một người, bởi vì người ta cũng thực thi theo pháp luật, người ta có thể là bắt nhiều người, và nhiều người quan trọng và có thể là nguy hiểm hơn. Còn những trường hợp này nói chung là người ta cũng bắt, bởi đã truy nã mà. Nhưng sớm hay muộn có nhiều trường hợp truy nã 20-30 năm vẫn bắt bình thường nha. Thế cho nên là nhiều khi người ta làm việc mình cũng không biết được. Thế còn anh em đây là lóng sốt làm việc luôn, nói cái làm việc. Thế tôi mới đang hỏi thêm cái này, tôi hỏi thêm anh câu này như này, tức là sau khi mà cái lệnh truy nã này, thì cái tay nào bây giờ từ lúc thiếu úy mà lên tới thiếu tá, thì tôi hỏi là tại sao như thế, là anh bảo anh nộp hết hồ sơ trên ý và hủy rồi, tức là hủy cái giấy truy nã này. Sao lại hủy được? Đấy, cho nên là ông Hoàng thấy chưa, nó nói là không như thế là không đúng. Theo nguyên tắc là hỏi anh thì không, cái này bởi vì chị hiện nay chưa tìm được người ta làm sao hủy được, cái này là mà mới có 11 năm mà. Đấy, còn nói chung là luật thì chú cần phải tìm hiểu nhiều thêm. Đúng. Rồi cái bây giờ để tính sau đi chú nhá. Trước mắt anh em sẽ xin phép đăng lại tất cả cái thông tin gia đình mình lên tất cả trang mạng xã hội để hy vọng là tìm được sớm người phụ nữ Ngô Thị Phương. Tên gọi khác là gọi tại ở Campuchia hả? Là sao lại tại Campuchia? Hồi trước sinh ở Campuchia đúng không? Campuchia. Ồ, dạ. Hồi nhỏ ấy là con cháu này ở. Dạ. Thì người phụ nữ này tên là Ngô Thị Phượng, mình nhắc lại là Ngô Thị Phượng, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1966. Đấy, sống tại Cẩm Mỹ Đồng Nai. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức, báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Vân Hải Dương. Theo số điện thoại 0913 78 5858. Ai không gọi điện mà nhiều khi anh em không kịp nghe máy thì có thể vui lòng nhắn tin trực tiếp cho anh em sẽ ghi nhận. Và anh em sẽ xác minh đúng, anh em sẽ trực tiếp trao thưởng. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị. Rồi hôm nay hai chú cùng với cô về đây mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đi tìm một đối tượng đặc biệt nguy hiểm là Ngô Thị Phượng, đã cũng có quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra. Thì gia đình mình có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả các thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội không? Đồng ý không? Đồng ý. Rồi cảm ơn gia đình mình, chúc các chú luôn luôn mạnh khỏe, sống có cuộc sống hạnh phúc nhé. Yeah. Yeah. Yeah.